chào tất cả mấy anh chị bây giờ hai phút quá 9 giờ đây mình ngủ dậy sáng hôm nay với một cái tâm trạng đó là <laughs> hồi hộp về cái phóng sự của đài discovery đó. thì mình cũng vừa mới thấy được cái link của chị bích nga và mình có post ở đây mấy anh chị mình post ở trong cái trên trên trang facebook đó. mình ngồi mình nghe được không có cái, cái, cái tập trung để mà có thể nghe hết cái bài đài phóng sự này đó tổng cộng đó là khoảng chừng gần 50 phút mình nghĩ là cái bài phóng sự này 80 phút đó nhưng mà cái bài thâu lại này mấy chị nó được phát ra được thâu vào cái đây khoảng chừng vài ngày đó để mình đưa cái trang này để cho mấy chị thấy nha. tức là cái phóng sự này của người hoa đó mình nghĩ là ở Đài Loan hay ở Singapore gì đây người ta thâu vào ngày 23 mấy mươi 23 tháng 12 tức là trước cái ngày Noel nhưng mà tối hôm nay đó mình mới khám phá ra đúng ra là chị Bích Nga chị khám phá ra cái đài này đó thì chương trình này được phát sóng trực tiếp sáng hôm nay tức là tối hôm nay ở Việt Nam đó vào lúc 7 giờ tối 19 giờ tối mấy gì thì mình sẽ cho thâu lại và dịch ra tiếng Việt đó nhưng mà một cái cái cảm giác rất là khi mà sáng hôm nay mình nghe cái bài này đó tổng cộng đó là 42 phút 48 giây tức là cho 43 phút đi 45 phút bây giờ nó chẳng tròi nên gì cả một cái công trình cả một cái uh, cái cái uh, <laughs> mình có biết dùng cái chữ gì sáng hôm nay mình vừa coi mà vừa run tức là mình sướng run cả người để cho mấy gì thấy là một trong những cái phóng sự rất nghiêm túc về một cái công nghệ về một cái đột phá của nuskin skin uh, trong một cái trong một cái mình không biết dùng cái chữ gì mà gì nhưng mà cái 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 tựa của nó đó là dna the next wave đó. người ta nói là người ta đã tìm ra được cái gì các khoa học gia của new skin đã tìm ra được tức là cái dna nó nếu mà mình giải quyết cái vấn đề bệnh tật ở gốc rễ ra thì đây chính là cái mặt trận gì đây là cái mặt trận để có thể giải quyết cái vấn đề bệnh tật của con người từ gốc rễ rồi mình nghe cái câu nó mình nổi cả da gà mà anh chị vì cái đó là cái mà nhân loại đi tìm cả ngàn năm nay Làm thế nào để con người chết một cách khỏe mạnh gì? Và cái câu này là cái câu mà Dr. Joe Chang Tức là cái ông mà Ông đứng đầu cái bộ phận khoa học gia Của New Skin Ông nói từ mấy năm trước Một ngày nào đó Kỹ thuật A-Slot sẽ giúp cho con người chết một cách khỏe mạnh Rồi mình nghe cái câu đó mà mình nổi da gà Và chính đó mà anh chị, chính cái đó là cái mà nhân loại đi tìm cả ngàn năm nay con người đang đau khổ về vấn đề bệnh tật chắc chắn một số anh em mình có bạn bè có gia đình có người quen đã từng trải qua những cái cái cơn bệnh đó chị và mình nhìn người ta đau đớn có thể nói là con người chết một cách đau đớn vì bệnh tật 7 80 có thể nói 90 phần trăm lý do cái nguyên nhân gây ra tử vong là bệnh anh gì số nhỏ còn lại là, là vì tai nạn thành ra cái mà sinh lão bệnh tử nó là một cái quy luật của vũ trụ mà lâu nay con người mình chấp nhận cho tới khi có mà sinh thì mình lại đặt cái câu hỏi rất lớn là tại sao lại phải bệnh rồi mới tử tại sao con người sinh ra sống một cách khỏe mạnh già và mình chết nó chỉ chết một cách khỏe mạnh và chính những người khoa học gia đó người ta thách thức thách đố với lại cái quy luật mà lâu nay con người vốn chấp nhận nó như một cái quy luật không thể thay đổi thì hôm nay New Skin đã công bố cho cả thế giới qua một cái kênh Discovery là một cái công ty độc lập mà gì, một cái đơn vị độc lập chứ không phải New Skin nói mà gì và người ta đã tìm ra và người ta đã công bố cho cả thế giới biết rằng mình đã có một cái câu trả lời mà gì từ gốc rễ từ cái DNA đây là một cái mặt trận mới để giải quyết cái vấn đề bệnh tật cho con người trời quá hay mà gì quá hay ra đó mình chỉ trong cái thời gian ngắn ấy, thì mình sẽ cố gắng có một cái cái lời bàn và cái có có thể là lồng tiếng hay là có thể phụ đề bằng tiếng Việt để cho mấy anh chị có thể hiểu được cái nội dung của cái này. Và mình nghĩ đây là một cái phát súng lệnh cho một cái sự bùng nổ về sản phẩm của Nu Skin và đương nhiên mấy anh chị cái cơ hội cơ hội với Nu Skin nó quá lớn. Uh, ngay sau khi cái phóng sự ngày hôm nay, thành ra đây có thể nói là cái năm 2013 là một cái năm bản lề cho một cái sự đột biến. Uh, vì điều gì xảy ra nếu cả thế giới đều biết là Nu Skin đang nắm trong tay độc quyền anh chị một cái công nghệ có thể nói là giúp cho con người sống một cách khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp, sống trường thọ và sống ý nghĩa đó, qua cái 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 cơ hội với Nu Skin. Thành ra đây có thể nói là mấy anh em mình có cái quyền mấy anh chị ha mình nghĩ là mấy anh em mình có quyền tự hào về cái mà mình đang có trong tay về cái cơ hội mình đang có trong tay về cái sản phẩm mình đang có trong tay mấy anh chị mình cũng cảm ơn nhân dịp cuối năm đó cảm ơn những người mà người đã sponsor mình như trong trường hợp mình là cô Terry Từ để giới thiệu cái cơ hội này đến với mình mấy anh chị và mình mong mấy anh chị cũng làm tương tự như vậy một cái nghĩa cử đẹp vào dịp cuối năm mấy anh chị gọi cái người hay là viết ý chữ cảm ơn cái người sponsor của mình đã giới thiệu cái cơ hội này đến cho mình mấy anh chị vì có biết bao nhiêu người mấy anh chị cả triệu người nếu mà không nói là cả tỷ con người ở trên thế giới ở ngoài kia hoàn toàn mù tịt không biết gì về cái những cái khám phá của của nuôi xin và con người ta đang đang đau khổ để đi tìm một cái giải pháp qua những cái vớ va vớ vẩn qua những cái đủ cái phương tiện mà mà chắc chắn là nó sẽ không giải quyết được vấn đề từ cái gốc rễ của nó Thế nên mình mong là qua cái cái phóng sự này chỉ là một cái phóng sự nhỏ thôi mình mình nghĩ là nhỏ ở đây đó có nghĩa là chỉ một từ một cái kênh đó. nhưng mà cũng không nhỏ là tại vì người ta đã bỏ trên một năm đi hết những cái phòng thí nghiệm của nuôi skin phỏng vấn biết bao nhiêu những nhà khoa học gia anh gì để có thể gói gọn lại trong một cái phóng sự đúng ra đó thì dài 80 phút đó, nhưng mà trong cái đại có thể là cắt bớt hay những cái rô ria hay là những cái đoạn quảng cáo đó thì nó xuống còn ở trong cái bài phóng sự này đó là 43 phút 45 phút để cho nhân loại có thể biết được cái tầm quan trọng của cái khám phá này và cái này có thể nói là một cái tin vui chị một cái tin vui rất rất, rất vui cho 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 con người và đặc biệt là cho anh em mình thành ra buổi hôm nay trong cái giờ mà giao lưu với nu việt vào lúc 21 giờ mỗi đêm thì mình cũng muốn chia sẻ với mấy anh chị cho cộng đồng Việt Nam mình, cả thế giới. Và cái việc này là việc mình phải làm, mấy anh chị. Mình phải làm. Thật ra mấy anh chị đừng có nặng về vấn đề kinh doanh. Mấy anh chị đừng có nặng về vấn đề lời với lỗ, mấy anh chị. Uh, mấy anh chị đừng có nặng quá về vấn đề những cái kỹ năng như thế nào để bán hàng. Kỹ năng như thế nào để chốt cái hợp đồng. Hay là những kỹ năng để tiếp cận những ứng viên, mấy anh chị. Mình nghĩ những cái từ Hoa Mỹ đó nó, nó không có thích hợp lắm với lại cái vấn đề mà mấy anh em mình đang làm là tại vì nếu mà sản phẩm mình dở sản phẩm mình tồi thì mình sẽ có nhiều cái huấn luyện để làm thế nào để bán cái sản phẩm nhưng mà với một cái nhu cầu mà mấy anh chị mấy anh chị đã nghe hồi nãy tới giờ đó thì mình nghĩ là nó không có có có, có cái nhu cầu mấy anh chị. mình không nghĩ là mình có cái nhu cầu phải đi lựa những cái cái lời văn có cánh để mà có thể bán cái sản phẩm này cho cái người khách hàng của mình mấy anh chị hầu như cái chữ chữ khách hàng đó nó 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 không có có trong cái từ điển của nu skin thì phải và đặc biệt là trong cái từ điển của nu việt Mà chị biết là có cái hai cái từ mà nó có một cái sự khác biệt rất lớn tiếng anh người ta kêu là customer và một cái từ là client mấy anh chị hiểu không? có nhiều khi đó mình cứ lẫn lộn hai cái từ đó nó như một nhưng mà nó không phải như vậy mấy anh chị à, theo cái từ điển thì người ta dịch cái chữ customer đó. customer là khách hàng đó chị customer là cái người mà mình trao đổi mua bán đổi chát cái client là người mà cần được bảo vệ thành ra cái chữ client nó thường thường chỉ có luật sư người ta dùng cái gì như tiếng việt mình có cái chữ thân chủ đó chỉ có luật sư mới nói là à đây là thân chủ của tôi vì vì sao mấy anh chị vì theo định nghĩa thân chủ là người cần được bảo vệ nếu vậy đó thì trong cái việc mình làm mấy anh chị mình sẽ không có khách hàng khách hàng là người mình mua bán mấy anh chị mình mong là mấy anh chị tiếp cận mấy anh chị gặp những người bạn bè bà con của mình mấy anh chị thì không có cái chuyện mua bán trao đổi ở đây mà chính cá nhân mấy anh em mình muốn bảo vệ cái người mình thân bảo vệ người mình người mình quen bảo vệ những người trong gia đình mấy anh chị thì người ta là những người cần được bảo vệ nếu vậy đó thì cái định nghĩa đó nó mới đúng với cái việc mấy nay mình làm cái gì và và mình không có ngại là đi ra ngoài kia bán những cái sản phẩm này thì người ta sẽ từ chối rồi người ta sẽ chê cười rồi người ta sẽ hoạch hoẹ rồi người ta sẽ hỏi hay người ta sẽ nghi ngờ anh chị chắc chắn mình sẽ gặp những người như vậy nhưng mà những cái điều đó không quan trọng anh chị là tại vì con người có quyền quyết định những cái cái có những cái quyết định sai lầm và con người con người tự chọn mấy chị con người vẫn có có cái quyền để mà người ta chọn những cái quyết định sai lầm cho chính người ta và mấy anh em mình vẫn làm cái việc mà mình nghĩ nó nó đúng anh chị dĩ nhiên là chúa nói những cái lời đúng nó vẫn bị treo trên cây thánh giá thì huống gì là những con người bình thường như mấy anh em mình mấy anh chị thành ra cái cái việc mà mình đang làm ở đây đó mình mong là qua cái buổi hôm nay đó và trong cái dịp cuối năm nó để cho mấy anh chị có một cái cảm nhận có một cái nhìn nó đúng đắn hơn về việc mình đang làm anh chị network marketing hay ở việt nam gọi là kinh doanh đa cấp nó đã bước qua một cái giai đoạn mới nó đã, nó đã nó đã nó đã chuyển chuyển hướng anh chị nó đã nó đã transform tức là nó đã biến dạng <laughs> biến dạng đây không phải là theo cái nghĩa xấu mà chị nhé <laughs> mình nói là network marketing hay là kinh doanh đa cấp vào việt nam đó là bị biến dạng anh chị cái này là mình được biến dạng mình được biến dạng đó là nếu cái marketing nó không phải là những cái trò những cái những cái game hay gì để cho để cho những cái người trẻ những cái người mà kiến thức không có những cái người ý thức không có những cái người mà dùng trong cái ngoặc kép đây là cái chữ lường gạt giống như là cái định kiến của xã hội mà rõ ràng anh chị việc mấy anh em mình đang làm là làm thế nào để mang cái kết quả của cái sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất qua cái việc giới thiệu qua cái việc dùng cái sản phẩm đó chính bản thân mình và mình dùng cái câu chuyện của chính mình để nói lại với người khác anh chị mình là những cái bằng chứng sống vì ở ngoài kia và vào thời buổi này anh chị đã có quá nhiều quảng cáo quá quá nhiều những cái hình thức mị dân mị cái người mà mà tiêu dùng anh chị quá nhiều những cái lời văn bóng bẩy nó trống rỗng và nó đầy những cái sáo ngữ nếu mà không nói là những cái lường biệt này, những cái sự lường gạt theo một cái 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 định nghĩa riêng của mình dĩ nhiên là mình nói trong cái vòng dè dặt để cho mấy anh chị thấy này nếu mà mình nhận chân ra được cái sản phẩm nó có một cái kết quả tương đối là nó giúp cho con người tìm lại được cái, cái vấn đề sức khỏe mấy anh chị thì mình đó là cái niềm tự hào của mấy anh em mình thành ra mình rất hãnh diện và mình rất tự tin về cái việc mình làm đó và mình mong là mấy anh chị có mặt ở trong cái webinar hôm nay hoặc là mấy anh chị nghe lại anh chị cảm nhận được đâu là cái việc việc đúng đắn mình cần phải làm anh chị cái cơ hội với nuôi skin nó cho mọi người nhưng mà mình biết chắc không phải mọi người đều làm cái sự phân bổ của xã hội anh chị ha có người làm bác sĩ có người làm kỹ sư có người làm công an có người làm những người người lính có người đi dạy học anh chị cũng có người đạp xích lô cũng có người bán ở chợ chứ không phải là ai cũng làm nuôi skin nhưng mà mình mong là một số anh em mình khi mà mình đã có duyên với nuôi skin mấy anh chị mình đã có duyên với cái cơ hội này thì chỉ mong là mấy anh chị chia sẻ cái cơ hội này với người khác sẽ có những người chỉ dùng sản phẩm mấy anh chị mấy anh chị cũng đừng có buộc đừng có phải uh, ép buộc người ta hay là đừng phải mong đợi hay là đừng phải cầu mong là người ta vào người ta làm trở thành nhà phân phối của mình mấy anh chị nó không phải vậy sẽ có rất nhiều người sẽ trở thành chỉ là những người khách hàng mấy anh chị trong đó có một số ít sẽ trở thành những người khách hàng trung thành xài sản phẩm thường xuyên mấy anh và một số mấy anh chị mà nhiều, và một số người mà mấy anh chị nói chuyện đó, người ta sẽ trở thành nhà phân phối mấy anh chị người ta sẽ đăng ký đóng 200 trăm ngàn đồng mua cái bộ tài liệu để khởi nghiệp và trong số những người đăng ký mấy anh chị những người hồ hởi đăng ký có thể nói là 80% mươi người ta sẽ không có cái 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 mặn nồng ấy chị vì cái cuộc đời này nó có quá nhiều những cái 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 việc mà nó làm cho người ta phân tâm đấy. trong đó có 20% mươi phần trăm anh chị mười người có thể có khoảng chừng hai người người ta quyết tâm trong cái vấn đề dùng qua cái cơ hội này người ta muốn qua cái cơ hội này để làm một cái việc để thay đổi cuộc đời của người ta và đó là những người mình đang đi tìm anh chị dĩ nhiên là mình không đi tìm những cái người business builder là những người xây dựng hệ thống như mấy anh em mình nữa cái việc của mình làm đó mấy anh chị là giới thiệu cái cơ hội này giới thiệu cái sản phẩm này cho nhiều người càng nhiều càng tốt mấy anh chị mình à, muốn chia sẻ với mấy anh chị đó là một trong những cái bí quyết một trong những cái yếu tố để mấy anh chị thành công trong năm 2013 đó, là phục vụ nhiều hơn nữa mấy anh chị là phục vụ nhiều người hơn là mấy anh chị đã từng phục vụ trong năm 2012 nếu mấy anh chị muốn năm 2013 khá hơn năm 2012 nếu mấy anh chị năm 2013 mấy anh chị đạt được cái thành công mà mấy anh chị muốn thì chỉ với một cái tiêu chí mà anh chị là phục vụ nhiều người hơn là mấy anh chị đã từng phục vụ trong năm trong những năm trước nó mình nghĩ là trong cái nguyên tắc của kinh doanh nó chỉ có chừng đó thôi nguyên tắc của kinh doanh mấy anh chị tức là mình mang cái giải pháp cho cái vấn đề người ta có thì mình đang có cái giải pháp mấy anh chị đặc biệt là cái giải pháp mà mấy anh chị đang thấy trước mặt và chính cái điều này và chính cái điều này mấy anh chị nó sẽ giúp cho mấy anh chị đã có thể phục vụ là những người client những người thân chủ của mình mấy anh chị là những người mà mình quen mình thân mình thân và đó là chính là cái việc mà mấy anh em mình làm kinh doanh nó không còn biên giới kinh doanh nó không còn cái 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 phạm trù hàng hẹp nữa mấy anh chị mà kinh doanh ở đây đó là cái vấn đề kết nối con người lại với nhau thôi mấy anh chị có thể kết nối làm sao người này biết người kia người kia biết người nọ người nọ biết người nớ và mọi người ít nhiều đâu nghe đâu đó mà gì trên cái trang facebook hay là trang youtube hay một vài cái hình ảnh nào đó để người ta biết tới cái vấn đề là ở ngoài kia đang có một cái công ty người ta đang sở hữu một cái công nghệ có thể giúp con người có thể sống khỏe sống trẻ sống lâu sống trường thọ sống một cách sung túc sống có một cái đời sống có ý nghĩa mà gì thì đó là cái việc mà mấy anh em mình cần phải chia sẻ với với cả nhân loại chứ không nhất thiết là những người quen của mình thành ra mình mong là mấy hôm nay bữa hôm nay đó mấy anh chị có được một cái cảm nhận mấy anh chị ha. Mình cũng uh, chắc có thể là không có dài trong cái bài webinar hôm nay đó. Mình mong là mấy anh chị nghe lại cái phóng sự mấy anh chị, có thể một số mấy anh chị không hiểu tiếng Anh, chưa 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 hiểu thấu đáo nhưng mà ít nhiều mấy anh chị mấy anh chị có thể thấy được những cái hình ảnh để cho mấy anh chị thấy được cái tầm quan trọng. Và mình mong là mấy anh chị trong cái dịp cuối năm đó. người ta nói là cái đời sống đó mấy anh chị nó sẽ phong phú hơn nếu mà mình luôn cảm nhận được cái mình mình luôn biết ơn những cái điều mà mình đang có à, <laughs> một trong những cái định nghĩa về hạnh phúc mà mình rất thích đó là à, người ta nói thành công là đạt được những gì mình muốn và hạnh phúc là muốn những gì mình đạt đạt được mấy anh chị tức là muốn những cái mình có đó. mình mong mấy anh chị cảm nhận được cái cơ hội mà mình đang có trong tay là một điều may mắn, mấy anh em mình có duyên anh chị và đặc biệt đó là đúng vào cái thời điểm đúng vào cái thời điểm mà Nu Skin sở hữu trong tay một cái công nghệ đột phá về vấn đề sức khỏe anh chị và Nu Skin đã bỏ toàn tâm toàn ý toàn lực trong suốt bao nhiêu năm qua để chuẩn bị cho mấy anh em mình một cái cơ hội rất lớn đó thì mình mong là mấy anh chị cảm nhận được cái cơ hội này và đặc biệt là với cái đội nhóm nu việt những người việt nam với nhau những tài năng việt những anh hào việt gì? những anh tài việt khắp mọi nơi trên thế giới tụ lại trong cái nu việt đó. để mà có thể cùng nhau cái phát triển bản thân là gì ha và cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống đó, qua cái cơ hội với nu skin không nhất thiết là phải chỉ dùng cái sản phẩm anh mà qua đó mình có thể kết nối cái cộng đồng người Việt lại khắp mọi nơi trên thế giới và mình cùng nhau nâng cao cái chất lượng cuộc sống anh chị cuộc đời này mình nghĩ là nó rất đẹp cuộc đời quá đẹp nữa là khác anh chị nha mỗi buổi sáng thức dậy anh chị cũng vẫn còn may mắn là mình vẫn còn nằm ở trên giường trên đầu vẫn còn một cái mái nhà để che mình còn may mắn hơn cả triệu cả tỷ người khác anh chị mình còn đang có một cái cơ hội mà cả triệu cả tỷ người ở ngoài kia người ta chưa biết tới, người ta không biết tới mà anh chị. Và biết bao nhiêu người vẫn còn đang ray la đang đau khổ nằm ở trên giường bệnh nó gì. Thành ra mình hy vọng đây là một cái cơ hội có thể giúp cho con người vượt ra được khỏi cái cái bệnh cho cái, cái cái một cái đau đớn nhất của con người đó là cái vấn đề bệnh cho tới khi mấy anh chị có người thân bị bệnh hay chính cá nhân mình bị bệnh mấy anh, anh chị mới hiểu được, mới cảm nhận được cái sâu sắc đó. Cái 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 vấn đề bệnh nó nó đau khổ như thế nào, cái cái sự đau khổ của một người bị bệnh nó Và mình rất vui đó là mình đang có trong tay một cái sản phẩm có thể giúp cho con người từ gốc rễ tránh được cái vấn đề bệnh tật đó anh chị Thành ra mình xin ngưng cái buổi hôm nay đi mình 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 rất mong là một số mấy anh chị nghe đi nghe lại mấy anh chị nghe đi nghe lại cái đoạn video này có thể một số mấy anh chị không hiểu nhưng mà mình đề nghị với anh chị nếu mà anh chị nghe khoảng chừng 5 lần 5 tiếng đồng hồ anh chị chắc chắn mấy anh chị sẽ hiểu được cái tầm quan trọng của nó không phải là cái mà anh chị nghe được nha. nhưng mà cái sự cảm nhận khi mà anh chị xem cái đoạn video này mà anh chị mình cũng cũng cần thêm một số thời gian để mình nghe cái này mình sẽ tóm tắt lại à, hoặc là mình có thể dịch thẳng đó, để mà mấy anh chị có thể có thể hiểu được mấy anh chị à, tại vì mình không thể nào chờ được mình có nhờ một số mấy anh em dịch ra và có cái phụ đề đó nhưng mà mình nghĩ là chắc có thể mình khó mà chờ nữa. cái này là một cái tin vui mấy anh chị tin vui à, tin vui vào dịp cuối năm à, đây có thể nói là một cái à, một cái phát súng lịch để cho một cái cuộc chạy đua uh, chào đón tương lai của mấy anh em mình trong cái thời gian sắp tới, cái okay, mình uh, xin phép uh, được ngưng cái buổi webinar hôm nay sớm hơn thường lệ để một số anh chị có thể theo dõi cái đoạn video này mình nghe đi nghe lại nghe đi nghe lại mấy anh chị, mình thấy cái video nên nằm trước mặt mà mình không thể nào mình chờ lâu hơn được nữa, cái này là cái điều mà mấy anh em mình chờ đợi lâu nay mấy anh chị nhé, uh, một lần nữa xin uh, cảm ơn uh, sự theo dõi của tất cả mấy anh chị và xin chào mừng tương lai, mình xin chúc mừng các anh chị đã có một cái chọn lựa thích hợp một cái chọn lựa đúng đắn đó là mấy anh chị gia nhập và uh, New Skin và đặc biệt nó là trong cái đội nhóm New Việt chúc mấy anh chị có một cái đêm an lành và sung sướng với cái đoạn video mà mấy anh chị sẽ 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 nghe đó uh, xin chào mấy anh chị và hẹn gặp lại mấy anh chị vào ngày mai.